Xin chào các bạn. Mình mới vừa đi thăm vườn sâm Bố Chín về. Thì mình có nghe người dân ở đây nói rằng là Doan là một vùng đất rất là đẹp và nổi tiếng với cả cái hệ thống sông ngòi, sông nước ở đây và ruộng bậc thang ở đây. Thì đặc biệt nghe người dân nói là cả cái hệ thống giếng cổ của người Chăm ở đây rất là đặc biệt. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi thăm giếng này như thế nào nào? Hãy cùng đi theo tôi nào các bạn. Ồ, ở đây là một cái khung cảnh vườn quê đồng bằng rất là đẹp. Và mình nhìn thấy ở phía trước là các cái ruộng lúa bậc thang. Đẹp quá các bạn ơi. Hiện nay là lúa chắc cũng tầm vừa 2 tháng, sắp trổ bông rồi. Thế thì nhìn xa xa đó nó đẹp quá. Còn đây là cái lối dẫn vào một cái giếng cổ rất là đẹp này. Các bạn nhìn thấy này, xung quanh đây là các hòn đá tròn được xếp rất là ngăn nắp, rất là có lý, hợp logic. Rồi, xung quanh đây tôi thấy màu xanh đẹp quá, có nhiều loài rau này. Rau gì thế nhỉ? Để lát nữa thì mình xem rau gì nhỉ? Hay quá. Khoan đã, trước mặt chúng ta là một cái giếng các bạn ơi, một cái giếng độc đáo quá trời luôn. Một cái giếng xung quanh là những hòn đá này và một cái hệ thống dẫn nước này. Không biết là nước ở đâu ra đây chứ. Các bạn ơi, hôm nay tôi có đi tham quan cái giếng này với một người bạn là một người dân sống ở vùng đất Doan ở nơi đây. Thì có lẽ là tôi sẽ xin ý kiến hỏi bạn này về cái tên gọi cũng như cái đặc trưng ý nghĩa của giếng cổ này các bạn. Các bạn xem nhé. Chào tất cả mọi người. Thì mình là người dân địa phương ở đây và hiện tại mà như các bạn thấy đấy ấy, là mình đang đứng ở giếng tràng của xã Do An thuộc thôn An Nha. Và ở giếng tràng này thì nó có hai giếng, là một giếng ở phía trên kia như các bạn có thể thấy và một giếng ở dưới này. Ở giếng trên thì người ta gọi là đấy là giếng ông và ở dưới này gọi là giếng bà. Bởi vì có hai cái tên như vậy, là giếng phía trên là dùng để tắm, còn ở giếng phía dưới này là dùng để giặt. Đó, khi các bạn đến thì có thể là tắm ở giếng phía trên và có thể đem áo quần đến tại giếng ở phía dưới này để mà giặt giũ và đem về. Nước thì ở đây nó khá là trong đấy, thì các bạn có thể thấy mình sẽ đem các bạn lên trên này để có thể thấy cái dòng nước nó chảy rất là trong luôn, hoàn toàn là tự nhiên nhá. Đây này đấy, nước thì được chảy nó từ cái nguồn về. Từ cái nguồn này về thì nó sẽ đổ ao xuống đây. Và hiện tại thì cái giếng này hơi bị đục một chút là bởi vì người ta sinh hoạt và tắm giặt thì nó sẽ bị đục, nhưng mà chỉ cần 30 phút sau ấy, khi mà nước lắm thì nó sẽ trong và các bạn có thể nhìn được cái đáy. Đó, đá ở đây cũng hoàn toàn làm bằng tự nhiên luôn, bởi vì không có cái đá nhân tạo để cho con người chúng ta có thể lắp lên như thế này. Đấy, đá ở đây là họ sẽ dùng những cái cục đá to như vậy và khi mà quá trình đào giếng ấy thì người ta sẽ ngăn lại để làm một cái giếng cổ như thế này cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy nhá. Bây giờ mình đi xuống giếng giếng này và sẽ review cho các bạn rõ hơn về cái giếng này. Cái giếng bên kia là người ta sẽ không cho lên ở cái giếng. Ở giếng giếng này thì ở đây là một cái máng, đó, máng giếng tầm như thế này và người ta sẽ xoẹt một cái lỗ như này để cho nước nó chảy ở trong này ra cái máng này. Và khi mà tắm giặt thì các bạn có thể hứng nước ở đây và nước thì rất là mát và có rất là trong luôn. Đây, để tay mình xuống và các bạn có thể thấy này. Đó, nước rất là trong. Đấy nhá. Đó, thì mùa này ý, là bởi vì khi mà mùa hè ý, thì nước nó, cái mực nước nó sẽ giảm so với cái mùa đông. Mùa đông thì nước rất ấm và mùa hè thì nước rất mát. Mùa hè thì hơi ít nước là bởi vì ở trên ý, là dòng nước nó bị hạ lưu xuống nên nó hơi bị thấp. Đấy. Còn sau đây thì mình và anh Hữu sẽ đem các bạn đi tham quan một cái loài rau mới ở nơi đây. Và loài rau này thì cực kỳ gọi là hot theo cái đồ của nó. Rau ở đây thì được gọi là rau liệt. Đây, rau Ồ, liệt thì hay các quá. bạn có thể thấy đây nhé. Đây là người ta trong rau này gọi là rau liệt, hay Đây, còn gọi rau là liệt à? một cái tên khác là xà lách xoong ấy nhỉ. Ồ, đúng Đây, rồi. đó, xà lách xoong đây. Nhìn có vẻ xinh quá. Đúng rồi, xà lách xoong này thì người ta có thể hái và
ăn kèm với các cái loài mà giống như kiểu thịt bò. Ồ thế à? Dạ, hoặc là có thể chế mì tôm sống. Ồ thế thì à? Mà mì tôm sống mà mình bỏ vào mình chế với rau này ăn cũng ngon. Ồ, về là một tô mì tôm cực kỳ ngon khi bỏ rau này vào đấy. Dạ đúng rồi. Ồ, nhìn xinh ngắt luôn. Có về thăm giếng ấy thì dân ở đây người ta rất là khỏe luôn. Có nghĩa là khi mà các bạn xin một nắm rau thì người ta sẽ cho. Đấy. Và khi mà mình chế biến thì khá là ngon từ những cái rau này. Có thể xào, có thể luộc, cũng có thể làm nấu canh. Ồ, hay vậy. Dạ, ở đấy người ta có phải bón phân không? Có bón phân về rau này không? Rau này thì người ta bón phân nhưng mà hoàn toàn là phân hữu cơ hết. À. Có nghĩa là phân sinh học và không đụng đến một chất hóa học nào khác. Ồ, hay quá. Để người ta lấy rau thương hiệu. Thế thì của Doan. Ồ, rau này người ta có thể gọi chúng là rau siêu sạch rồi. Dạ đúng rồi. Đây, ở đây thì anh có thể thấy là ngoài kia là lúa và trong này người ta trồng rau rất là nhiều. Mùa này thì rau nó khá là ngắn là bởi vì khi mà người ta đã thu hết rồi và người ta bắt đầu một cái vụ thu rau mới thì người ta sẽ trồng lại những cái rau mới thì nó sẽ lên. Đấy, ví dụ như tiêu biểu như cái đám rau ở dưới kia là người ta vừa cắt xong thì mọi người sẽ thấy là nó tả tơi như thế, nhưng mà chỉ cần tầm 1-2 tháng sau ấy là rau nó phát triển và nó sẽ mượt mà trở lại và họ sẽ tiếp tục cái vụ thu mới. Đấy. Ô, mình thấy ở đây nước có dòng chảy này. Thế nước từ đâu chảy đến đây vậy? Dạ, nước thì nó sẽ bắt nguồn từ cái giếng cổ ở trên kia. À. Còn nghĩa là giếng đấy là khi mà nước trong thì nó sẽ cung cấp thể cho tất cả các cái ruộng rau ở đây đều lấy nước từ cái giếng này. À, hay quá. Nó ở đất ở đấy thì có một cái đặc điểm hơn ý, là khi mà nước nó chảy vào thì nó sẽ ngấm vào trong đất và nó sẽ cung cấp lại cho phía giếng ở trên này. À. Và giếng ở trên này vẫn hoạt động gọi là cung cấp nước và dồi lại cho rau. À. Dạ. Một cái vòng như vậy quá tuyệt vời. Dạ đúng rồi, một vòng tuần hoàn. Nó sẽ dùng với lượng nước nhất định đấy và nuôi sống khắp cái vùng rau ở như thế này. À, nhìn ở nó ngoài kia còn lúa nữa. Nhìn nó xanh liên tục ấy nhỉ? Dạ, quanh năm ấy nhỉ? Dạ. Hay quá. Để về cái phần mô tả này xong thì mình sẽ có một cái clip ở đằng sau. Mình sẽ đem các bạn đi có một nơi rất là tuyệt vời và rất là đẹp. Thì hy vọng các bạn sẽ đừng bỏ qua cái video này và cũng đừng bỏ qua cái video sau. Hãy đến với cái video sau của kênh Dương Đình Hữu của anh Hữu. Và hãy nhớ là subscribe và chia sẻ cái kênh của anh ấy để ủng hộ cho những người làm YouTube như bọn mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cả phần review giếng cổ của Giao An. Mời các bạn tiếp theo sẽ đến với cái clip gọi là review cái giếng ở trên kia và cây đa huyền thoại. Đấy. Và sau đây thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn.